anh vì anh đã cho em biết yêu và thương. Mà tại sao trời chiều anh là gió lướt qua nhanh để em đọng lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim anh lắng nghe, nhìn thấy anh lao đao dùng khi nào, để em giang cánh tay ôm lấy vào. Cuộc khó để chăm lo một người con trai em nó hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lòng than. Vì quá ngu si ai vì anh đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là anh trả nợ cứu má. Một nụ hồng thương ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh ba, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phụ phá. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm tỏa đây, người muốn tìm gì ở dưới đây lý do cái ấy. Đêm đêm thấp than mình ai và mang nắng gió cho vợ, làm sao em quên đi và thôi ngắm cho anh buông đi hát trong lòng. Nhanh để em động lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim anh lắng nghe, nhìn thấy anh lao đao dùng khi nào, để em giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con trai em nói hạnh phúc đến khi cuối đời, bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi, chẳng ai chọn cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si ai vì anh đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là anh trả nợ cứu má. Một nụ hồng thương ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh ba, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phụ phá. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm tỏa đây, người muốn tìm gì một nụ hồng thân ấy đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ sai.